Tôi đoán đây là phòng trọ của tôi mọi người ạ. Tại sao lại có hai chiếc giường ở đây ta? Phải làm một cái giường to to mới để cùng một chỗ chứ. Sao lại chia hai này? Nếu mà người yêu của nhau thì còn làm ấm cho nhau chứ, tại sao lại để chia đôi này? Cùng lắm là hai thằng bạn thân thì đút đít nhau là vừa. Ôi đẹp mê cung là sao nhiều cửa thế? Quá kiểu đéo đi. Quá kiểu đéo. Quá kiểu bùa quá. Bạn làm game ơi, bạn biết thừa là người chơi sẽ có thể ngoắc cái khóa sang một bên xong rồi có thể mở được cửa đúng không? Anh nhắn xíu. Cô gái ni ma để ăn qua phi nào đúng không? Ủa chìa khóa. Về đâu mọi người ơi, game thế là xong rồi. Game xong rồi. Ui dồi ôi, game dễ quá. Về thôi. Mẹ ơi, bài gì đấy? Đừng bỏ em một mình nữa đấy. Mày cứ xử lý không được. Trời lạnh quá, sao thành bỏ bếp một mình. Tại sao bạn làm game lại chọn nhạc này? Trời ơi. Này, trong đầu tôi bắt đầu liên tưởng đến việc là sau khi tôi lấy cái chìa khóa này, mắt chế sẽ liếc sang bên tôi. Ôi mày quá, không sao. Em cảm ơn chị về chìa khóa nhé. Đèn tắt rồi, đèn tắt rồi, không sao, chẳng có điện. Tôi bảo rồi mà, chắc mất điện. Kia là máu không? Ui, máu này nhìn kinh quá. Gì đây? Bí ẩn trong khu nhà trọ, một nữ sinh đã bị mất tích mà không rõ lý do. Mất điện, mất cả đèn pin rồi, Để đâu? Mở cửa ra, anh ơi, cứu em. Ô điện, sao trông giống thần trùng đấy? Từ từ, cho giống thần trùng.